Bầu Hiển chi 10 tỷ chiêu mộ học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. Sáng hôm qua ngày 30 tháng 9, tiền vệ Nguyễn Hai Long đã đi quay trailer ra mắt Hà Nội FC. Điều đó cũng đồng nghĩa, cựu tiền vệ của Than Quảng Ninh đã gia nhập đội bóng thủ đô. Thương vụ này dự kiến sẽ được Hà Nội FC công bố trong vài ngày tới. Theo nguồn tin, Hai Long sẽ gia nhập đội bóng của Bầu Hiển với một bản hợp đồng kéo dài 5 năm. Hà Nội FC sẽ phải chi ra 10 tỷ đồng để sở hữu học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tại đội bóng mới, Hai Long nhận mức lương là 40 triệu đồng. Giám đốc điều hành Hà Nội FC Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ, hiện nay Hai Long đã có được giấy thanh lý hợp đồng với Than Quảng Ninh, một số câu lạc bộ khác sẵn sàng chi nhiều tiền để có được Hai Long. Hà Nội FC là môi trường tốt, luôn sẵn sàng cạnh tranh cho các danh hiệu và mong muốn có sự phục vụ của Hai Long. Chúng tôi đang làm việc trực tiếp với Hai Long, hy vọng mọi chuyện sẽ hoàn tất trong vài ngày tới trước khi đội U23 Việt Nam lên đường. Trình làng tại V-League 2020, Hai Long sớm gây được ấn tượng mạnh với giới chuyên môn và người hâm mộ. Anh ra sân 18 trận cho đội bóng đất mỏ, ghi được 2 bàn thắng. Ở đội tuyển quốc gia, Hai Long cũng từng góp mặt trong danh sách đi UAE tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện tại, cầu thủ này đang tập trung cùng đội tuyển U22 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Theo dự kiến, cầu thủ này sẽ cùng U22 Việt Nam lên đường tập huấn tại UAE, nên câu lạc bộ Hà Nội muốn nhanh chóng dứt điểm bản hợp đồng này.